Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Như Huyền Hoàng, Trầm Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã chọn Little Sài Gòn TV theo dõi một cà phê sáng của ngày thứ ba, một ngày mà chúng tôi thấy là ánh sáng cuối đường hầm. Mặc dù số người bệnh, số lây nhiễm, số người chết vẫn còn đầy rẫy ở khắp nơi trên thế giới, New York, California, quận Cam. Thế nhưng Tổng thống Trump là người thương gia mà. Với lại ông nhìn thấy như thế này, chúng ta phải hiểu tại sao Tổng thống Trump phải ra quyết định mở cửa kinh tế soon, very soon. Yep. Không những sớm mà còn thật là sớm nữa. Ông không thể nhìn thấy một cái nền kinh tế mà ông nói đã có những cái kỷ lục trong suốt 3 năm trời ông lãnh đạo nước Mỹ này. Tự nhiên nó đã lên. Nhưng mà khi mà ông vào Tòa Bạch Ốc á, là tỷ lệ thất nghiệp nó xuống mức thấp nhất trong lịch sử của nước Mỹ, có 3.5% thôi. Rồi liên tục thì đùng một cái thì cái con cún này và Tổng thống Trump, chúng ta thấy là cái quan điểm lạc quan của ông ngay từ đầu đó, đã gặp phải sự chỉ trích, nhưng mà chúng ta hiểu được cái quan điểm của người lãnh đạo như thế nào. Ông bị chỉ trích là bởi vì ông có những cái lời tuyên bố nó quá sớm đi. Thực sự ông nói là hy vọng rồi tháng 4 này trời ấm lên rồi con cúm nó sẽ bay đi thì người ta chỉ trích nhiều. Nhưng mà đó, cho đến giờ phút này đó vẫn là quan điểm của ông Trump. Bởi vì sao? Ông nói rằng cái con cúm này không thể một cái nền kinh tế như chúng ta mà để cho một cái con cúm, nghĩa là quèn này nó hại. Và chúng ta phải bằng mọi giá, một mặt đó, thì tìm kiếm cái phương cách kiềm chế nó, tiêu diệt nó. Và một mặt khác chúng ta không thể nào để cho đất nước này nó ngồi yên một chỗ được. Thì chúng tôi phải hỏi ngay Nhi Huyền, mặc dù cô được làm việc ở nhà nhưng bắt đầu chán rồi phải không? Dạ, rất là chán rồi, hầu như ai cũng chán hết rồi, là từ vì làm việc ở nhà. Như Huyền ngày hôm nay muốn đến gặp bạn bè, nghĩa là những người đồng nghiệp của mình, cũng muốn đi làm, đi ra ngoài, và chúng ta muốn ra ngoài nhìn thấy các cơ sở thương mại người Việt của chúng ta mà vui lúc vẻ. Học mặt khác thì face to face nó easy hơn, là trên online. Thưa quý vị, ai mà vui được khi mà nhìn thấy đường phố nó vắng như thế này. Và nhìn thấy không những ở Mỹ mà khắp nơi trên thế giới nữa. Và nhiều người đã bị trầm cảm. Tổng thống Trump trong cuộc họp báo cũng tuyên bố chúng ta không thể để cái nền kinh tế này như thế này. Và sẽ càng gây ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Mà ông lại nhìn thấy cái thị trường chứng khoán nó rớt. Mà thưa quý vị, Tổng thống Trump cũng là người gián tiếp bị, mặc dù bây giờ đang lãnh đạo trong Tòa Bạch Ốc, nhưng cơ ngơi của ông Trump Company đó là nó bị ảnh hưởng khủng khiếp luôn. Tất cả các khách sạn của Trump, nghĩa là sân golf của ông, rồi hàng hóa, cơ sở làm ăn của ông đóng cửa hết. Thì quý vị tưởng tượng xem, cá nhân của ông mặc dù làm tổng thống nhưng mà con cái ông thì đang lãnh đạo công ty của ông. Và mỗi một ngày ông nghe toàn là những cái tin mà một ngày thua lỗ, đóng cửa thua là lỗ. Thua lỗ. Thế thì Tổng thống Trump dựa vào những điểm nào, thưa quý vị, để mà tuyên bố đang tiếp tục tìm xem cái phương cách để khởi động, và cái việc khởi động kinh tế này là có hai vị mà chúng tôi thấy, mà chúng tôi không ngờ một trong hai vị này đồng ý với quan điểm của Tổng thống Trump. Đó là ông thống đốc Andrew Cuomo của New York. Nghe thì mình thấy ngạc nhiên vô cùng, nhưng mà mình cũng hiểu được tại sao ông Cuomo ông muốn mở cửa nền kinh tế New York. Mặc dù ngày hôm nay thành phố New York là nơi bị nhiễm bệnh cao nhất, số người nhiễm bệnh vẫn lên và số người chết vẫn gia tăng, và tiểu bang New York hôm nay ông cũng nghe là kêu gọi là hỗ trợ rồi đủ hết. Nhưng mà thưa quý vị, sau khi Tổng thống Trump đưa ra cái quan điểm là khởi động nền kinh tế đó, thì đích thân ông thống đốc Cuomo tuyên bố tôi đồng ý với Tổng thống Trump. Nền kinh tế của New York không thể nào dậm chân một chỗ được. Nền kinh tế gọi là chủ động của cả nước Mỹ này.
cả cái thị trường chứng khoán mà đóng cửa, rồi tất cả đóng cửa hết, nhìn thấy mà đau lòng vậy. Yeah. Mà đó chỉ mới có New York thôi, còn Los Angeles thì sao, quận Cam thì sao? Người thứ nhì ủng hộ quan điểm của Tổng thống Trump đó là ông phó thống đốc của tiểu bang Texas. Năm nay ông 70 tuổi rồi. Yeah. Ông nói như thế này, một cái câu rất là xanh dần, đúng là dân Texas á, là móc súng ra là bắn đó. Yeah. Ông nói đó, tôi sẵn sàng chết để tôi bảo vệ cái nền kinh tế và tương lai của con cháu tôi. Yeah. Ông nói tôi sẵn sàng chết. Yeah. Nếu ông nói rằng nếu mà tôi làm chủ một cái cơ sở thương mại, tôi sẵn lòng mở cửa cái cơ sở thương mại đó cho dù tôi bị bệnh. Nhưng mà thế này, cho dù bị bệnh nhưng mà chưa chắc ông đã chết. Tại sao Tổng thống Trump tin tưởng như thế? Cho nên trong khi mà đưa ra cái cuộc họp báo và tuyên bố một cách rất là mạnh mẽ về cái việc khởi động nền kinh tế đó, lẽ đương nhiên Tổng thống Trump phải cân nhắc cái việc của giới chức y tế, mặc dù bên phía giới chức y tế họ vẫn khuyên là còn quá sớm để nói đến chuyện khởi động kinh tế. Bởi vì sao? Vì con số vẫn tăng. Con số tăng và khắp nơi, trên 50 tiểu bang của nước Mỹ, cái tình hình dịch cúm chưa kiểm soát được. Chưa kiểm soát được mà đã vội vã nói về khởi động kinh tế thì nó hồ đồ. Yeah. Và đó là cũng là lý do mà quý vị thấy trong cái cuộc họp báo ngày hôm qua đó, không còn cái ông Fauci nữa. Uh-huh. Ông Fauci là ông bác sĩ Fauci, hiện nay đang làm giám đốc cái cơ quan trừ dịch, phòng ngừa dịch bệnh v.v. Uh-huh. Mà không phải là CDC, ông là một cái cơ quan khác. Yeah. Bởi vì ông chuyên về dịch truyền nhiễm. Thì ông làm cơ quan về truyền nhiễm, ông không còn nữa. Yeah. Vì ông nói rằng những cái quan điểm của ông đưa ra đó là ngược lại hoàn toàn với quan điểm của Tổng thống Trump. Yeah. Và chúng ta thấy hễ mà Tổng thống Trump thấy ai có những cái tuyên bố khác với mình á, là ông đuổi hết. Cho nên hôm qua đó, ông không muốn có những cái tuyên bố nó đi ngược lại với những gì mà ông muốn. Yeah. Cho nên tạm thời chỉ có mỗi bà hiện nay đang một trong những giới chức lãnh đạo trong các cơ quan để mà phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Thì đó, các người phụ nữ cũng là bác sĩ nổi tiếng đứng đằng sau làm việc để mà trả lời các câu hỏi thắc mắc về cái tiến trình mà phòng ngừa dịch bệnh và chữa trị dịch bệnh như thế nào. Thì thưa quý vị, chúng ta phải hiểu tại sao Tổng thống Trump dám tuyên bố là khởi động ngay. Mà đất nước trên thế giới này nó còn nhiễm luôn. Bởi vì sao? Ông nói rằng chúng ta có thuốc chữa. Và ông trong cuộc họp ông nói là có một trường hợp của một người đàn ông đã chia tay, đưa lời vĩnh biệt với gia đình rồi. Cách đây mới có mấy ngày thôi. Thế thì khi mà ông tuyên bố là có cái loại thuốc mà họ thấy thành công ở Pháp, ở Trung Quốc, ở Đại Hàn, chloroquine, và họ đã áp dụng cái thuốc đó cho người đàn ông này. Mới hôm trước là chia tay vĩnh biệt, ông sắp chết rồi. Tiêm thuốc này vào, có nước biển, rồi cộng thêm cái trụ sinh. Chúng tôi sẽ nói thêm về cái phương pháp chữa trị này. Không phải tự nhiên quý vị mua ký ninh về quý vị uống là hết đâu. Rất là nguy hiểm nha. Không nên làm cái chuyện đó. Chúng ta sẽ khuyến cáo sau. Phía Trung Quốc, Đại Hàn và Pháp đó, họ phối hợp với hai loại thuốc, chloroquine, một cái loại thuốc trụ sinh, và tiêm nước biển cho cái bệnh nhân đó. Và trong cái trường hợp người đó nghĩa là sắp chết rồi, nghĩa là trong trường hợp nguy kịch rồi, người ta mới áp dụng cái phương pháp trị liệu đó mà thôi. Chứ không phải tự nhiên bây giờ đã có người uống vô một cái là bị side effect, bị hậu quả ngay lập tức. Và đã có người qua đời rồi vì uống chloroquine. Nó không phải là chỉ uống cái đó mà nó còn phối hợp với trụ sinh, và uống bao nhiêu nữa thì cái đó là ăn thua cái người bác sĩ và bệnh viện. Họ phải thử máu của mình, họ xem cái cơ thể, cái kháng thức đề kháng của mình như nào, họ mới áp dụng cái phương thuốc đó. Quý vị không mua về, quý vị uống vớ vẩn như vậy, nguy hiểm vô cùng. Đúng rồi. Cho nên cái chuyện mà áp dụng cái thuốc là phải do các người chuyên môn trong bệnh viện họ làm. Không mua về uống. Nhưng mà đồng thời thứ hai nữa, trong cái lúc tiến trình mà quý vị thấy đó, cái bộ xét nghiệm Tổng thống Trump cũng tuyên bố là đang làm ra, và càng ngày FDA càng chuẩn thuận thêm cho các công ty chế tạo các bộ xét nghiệm. Nó dễ dàng hơn và càng ngày càng nhiều. Mà càng nhiều người được xét nghiệm thì càng nhiều người có bệnh thì họ tự cách ly. Và những người này tự cách ly thì phải để cho những người khác đi làm. Phải không ạ? Cho nên ông dựa vào, nếu mà bệnh nặng quá vô bệnh viện có thuốc chữa hết, không sao hết. Và thứ hai, nếu bị bệnh cách ly ở nhà để cho người khác đi làm được.
và không để cái tình trạng kinh tế này nó dậm chân tại chỗ, thưa quý vị. Và khi nào thì chính thức nền kinh tế sẽ mở cửa lại, ông sẽ cho biết vào tuần tới. Lý do đến ngày hôm nay nước Mỹ chỉ mới trải qua có 8 ngày cho tới ngày thứ 9 thôi. Chúng ta còn 4-5 ngày nữa, 2 tuần lễ, 15 ngày. Cuối cho nên 3. Cái bạn mà quý vị thấy cứ người ta cứ cầm lên trong đó, đây bà cầm cái bạn lên 15 days, từ đầu đến giờ này đã qua một tuần lễ trôi qua, ông đi nhắc lại là cách ly trong vòng 15 ngày. Bởi vì cái lập 15 ngày đó mà nếu cả nước Mỹ này ở trong nhà đó thì có phải là chúng ta đã làm giảm được cái số người bệnh xa hơn nữa không? Mà thực sự là như vậy, thưa quý vị. Nhờ cái lệnh cách ly của Trung Quốc với toàn tỉnh Vũ Hán 66 triệu người và cả cái thành phố tỉnh Hồ Bắc là 60 mấy triệu người, Hồ Bắc Vũ Hán là 11 triệu người và đã làm giảm được cái tình trạng lây nhiễm. Và Trung Quốc ngày hôm nay ông Trump nói đó, Trung Quốc ngày hôm nay bắt đầu đi làm lại rồi. Cái bệnh viện xây dựng 10.000 giường bệnh hôm nay bắt đầu đóng cửa rồi. Không còn một người nào trong cái bệnh viện này hết. Đó là những tin tức mới nhất. Và đồng thời tin tức sáng ngày hôm nay cũng cho thấy là tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cho người dân bắt đầu khởi động mở cửa ra từ từ. Thì nãy giờ chúng tôi giải thích quý vị để nói nhiều người vẫn chỉ trích cái tuyên bố này, ông nói rằng còn quá sớm. Thế nhưng chúng tôi dựa thêm những cái tin tức vui khác từ một người khôi nguyên giải Nobel về hóa học. Ông đưa ra những cái nhận định và ông đồng ý với Tổng thống Trump. Mời quý vị theo dõi ngay sau bản quảng cáo.